Xin chào mọi người, em là Khánh. Em chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Ba Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Hôm nay thì em xin phép được giới thiệu và chia sẻ đến tất cả mọi người một cặp bình tỏi ma đáo thành công, hay còn gọi là bát mã chi phong. Kích thước của cặp tỏi này là cao là 61 và đường kính bụng là 40 nhé. Cao là tính từ chân đến miệng, không tính cái phần đế xoay như thế này. Cao 61 và đường kính bụng là 40. Đường kính bụng đấy ạ. Họa tiết được vẽ tay và đã được mạ thêm vàng 24K. Em xin phép quay tác phẩm này cho mọi người cùng nhìn nhé. Tác phẩm này có cái tên gọi là nhị cảnh mạ đáo. Nghĩa là trên một bình sẽ có hai cảnh mạ đáo. Hai cái hướng của ngựa sẽ khác nhau nhé. Hai hướng của ngựa sẽ khác nhau. Một hướng sang bên phải và một hướng sang bên trái. Thì cách chế tác như thế này, khi mọi người bày trí ở trong nhà thì sẽ có hai mặt để mọi người có thể thay đổi hướng ngựa đi vào nhà và hướng ngựa đi ra khỏi nhà. Đấy, để cho mọi người có thể là thay đổi cách trưng bày. Hoặc cũng có thể là mọi người sẽ đặt lên một chiếc bàn xoay như thế này, thì mọi người sẽ nhìn thấy là hai đàn ngựa, một đàn ngựa sẽ đi ra nhà và một đàn ngựa sẽ đi vào bên trong nhà. Đấy. Ở trên cổ của tác phẩm thì được trang trí họa tiết là hình ảnh quả đào thọ mọi người nhé, quả đào thọ. Ở bên hông thì được trang trí họa tiết hoa dây. Để tạo ra cặp tỏi này thì nguyên liệu làm tác phẩm sẽ phải làm từ nguyên liệu là đất sét trắng xương trong, được tinh lọc rất là kỹ càng để có thể tạo ra cái chất xứ nó trắng tinh như thế này. Nhiệt độ nung của tác phẩm này lên đến là 1.300 độ C trong nhiều giờ đồng hồ. Đấy, 1.300 độ C là cái mức nhiệt cao nhất, mức nhiệt cuối cùng và cao nhất. Đối với tác phẩm này thì sẽ phải vẽ tay hai lần và nung hai lần lửa. Lần lửa đầu tiên là nung ra một chiếc bình sứ màu xanh lam ở mức nhiệt cao nhất là lên đến là 1.300 độ C. Và mức nhiệt thứ hai là khi mà đã vẽ họa tiết vàng, vẽ thêm họa tiết vàng nước lên bên ngoài men và nung lại nhiệt độ 800 độ C nữa thì cái vàng sẽ bám trên này rất là chắc, giống như vàng là mạ ở trên nhẫn hay trên đồng hồ mọi người nhé. Em sẽ gõ thử cho mọi người nghe âm thanh này. Âm thanh nó đanh trong và vang tiếng. Để cho ra được cái âm thanh này thì phải là đất sét trắng, phải là đất sét trắng và được nghiền hạt rất là nhỏ và nung ở nhiệt độ cao. Một cặp bình tỏi như thế này trưng bày trong phòng khách thì rất là đẹp. Và mọi người để ý nhé, cái mẫu ngựa này, mọi người nhìn cho em cái mẫu ngựa. Ngựa này được chế tác là ngựa với cái dáng ngựa to, nhìn rất là mạnh mẽ, nhìn rất là mạnh mẽ cái dáng ngựa này. Đấy, dáng ngựa cao và nhìn hình thể của ngựa nó sẽ có cơ bắp, nhìn nó sẽ rất là mạnh mẽ. Và mọi người có thể truy cập vào kênh, mọi người có thể truy cập vào kênh để xem thêm nhiều những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng. Em đã làm thành video chi tiết nhất rồi, gói gọn để mọi người có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm. Và bây giờ em xin phép được quay cận vào tác phẩm để mọi người có cái nhìn rõ hơn. Và sau khi xem xong những cái video của em thì mọi người thấy video hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam. Rồi, bây giờ em xin phép được quay cận và để mọi người chiêm ngưỡng tác phẩm một cách kỹ hơn. Hiện tại thì em đang quay cận vào tác phẩm thì như anh chị có thể nhìn thấy, nếu với cặp này, đây với cặp này, và mọi người cũng có thể đặt lẻ nhé, mọi người cũng có thể mua lẻ một chiếc. Thì ở trên, ở phần bên dưới là bổ khung, ở bên trong sẽ có 8 chú ngựa, gọi là bát mã chi phong hay gọi là mã đáo thành công. Sẽ có một chú ngựa quay đầu lại này. Đấy, trên một cái thảo nguyên nhé. Đây là chế tác hình ảnh ngựa đang phi ở trên thảo nguyên. Ở trên cổ thì trang trí họa tiết là 3 quả đào thọ, 3 quả đào thọ. Số 3 là thể hiện cho sự bền vững, số 3 là thể hiện cho sự bền vững, trường tồn. Trên cổ đây và phần hông thì được trang trí họa tiết hoa dây như thế này. Mặt bên này thì như anh chị nhìn thấy là cái hướng ngựa nhé, hướng ngựa đã được xoay chiều. Hướng ngựa đã được xoay chiều, một hướng là đi sang bên, đây là đi sang bên tay trái theo màn ảnh của mọi người, và hướng bên kia là đi sang tay phải theo màn ảnh của mọi người. Đấy.
sẽ lật dưới đáy lên tác phẩm lên cho mọi người nhé. Đây là dưới đáy này, đây là dưới đáy của tác phẩm nhé. Đây là hàng giả cổ, chính vì vậy ở dưới sẽ được chuyện cái chữ tàu như thế này. Còn nếu mọi người thích chuyện lô bát tràng thì đều làm được hết mọi người nhé. Đây là trên miệng này, với mẫu tỏi này thì mọi người có thể cắm được cành đào, cành mai, cắm được những loại cành cao để mọi người trang trí ngày Tết. Ngày bình thường thì mọi người có thể chơi bình không, và ngày Tết thì mọi người có thể cắm thêm những loại hoa lên bên trên bình để tăng thêm cái vẻ đẹp cho tác phẩm. Hiện tại thì em đang quay cận hơn vào để cho anh chị nhìn được rõ chi tiết hình ảnh chú ngựa nhé, để có thể thấy được sự khác biệt. Thứ nhất là ngựa, form ngựa to, cao. Ngựa thì được chế tác với nhiều cơ bắp này, nhìn nó sẽ mạnh mẽ. Đây, mọi người cùng quan sát nhé. Ngựa đang phi ở trên thảo nguyên. Và dây này, nền sứ thì trắng như thế này, nền sứ trắng tinh, em gọi là nền sứ trắng tinh như đá đấy. Trên cổ của tác phẩm thì được chế tác nhảy là ba quả đào to này, ba quả đào nhé. Đây, trên cổ của tác phẩm xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh. Kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh, bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại. Bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm, và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.